Minh Huệ không phải là con ruột của anh hai sao? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu chị của bà bị người ta nói ra ngoài mèo mỡ, bà có giận hay là không? Bây giờ bên ngoài đang đồn con không phải là con ruột, con hiếu thảo vậy sao? Đủ rồi. Có phải các người thấy tôi ra ngoài chưa đủ phiền, về nhà cãi nhau ôm sờm để phiền tôi không? Cha thật sự nghi ngờ, có phải hôm đó chị quyết định cho con làm đương gia là sai hay không? Cha là cha của con, tại sao mỗi lần những chuyện không tốt xảy ra, những chuyện sai xảy ra đều đổ hết lên đầu của con? Tại sao mỗi lần xảy ra chuyện gì cha cũng bênh vực họ mà không bênh vực con chứ? Con cũng là con của cha mà, chẳng phải cha thương con ruột nhất sao? Tại sao cha lại đối xử với con như vậy? Thật ra con có phải là con ruột của cha không? Minh Huệ. Cha, cha sao vậy? Cha ngồi xuống một lát đi. Con đi rót nước cho cha nha. Chú, chú uống ly trà trước đi. Cha đỡ lại chưa? Cha không sao. Cha biết gần đây con chịu nhiều tiếng xấu, cha hiểu lắm. Nhưng mà con phải biết, trước giờ cha làm gì cũng nhìn việc không nhìn người. Có câu nào nói ra câu đó. Nếu con làm đúng thì cha khen ngay, nếu sai cha cũng trách ngay. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cha, vậy cha có thể nói cho con biết tin đồn bên ngoài có phải là thật không? Con có thật là con ruột của cha không? Cha hỏi con một câu, thật ra con mang họ gì? Họ Chúc. Vậy là được rồi. Bản thân con cũng nói họ Chúc, con là đương gia của họ Chúc chúng ta. Từ nay đừng hỏi những câu vô bổ nữa. Được, lát nữa cha sẽ nói với mọi người một lần nữa. Từ nay không ai được nghi ngờ quan hệ cha con của chúng ta, không ai có thể ảnh hưởng cha. Cha mong con cũng vậy. Gần đây mọi người đều nghe được lời đồn bàn tán liên quan đến họ Chúc. Đúng ra tôi tin tưởng lời đồn chấm dứt từ kẻ khôn, vì vậy bấy lâu tôi đã chọn thái độ không cần quan tâm. Nhưng sau này tôi phát hiện làm vậy chẳng những gây bất công cho người bị tin đồn quấy nhiễu, đối với họ Chúc với kính qua đường cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Cho nên tôi nghĩ cần phải đính chính rõ ràng. Tuy tôi không biết tin đồn phát ra từ đâu, nhưng tôi tin kẻ đến nói thị phi tức là người thị phi. Tin đồn nói Minh Huệ không phải là người của họ Chúc chúng ta đúng là quá đáng. Tuy Chúc Mãn Sơn này đã già, nhưng không đến nỗi già lắm cẩm. Tôi sẽ tìm một người ngoài về làm đương gia sao? Tôi có lấy gia sản của tôi giao cho một người không chút quan hệ quản lý hay không? Cách nói như vậy chẳng những sử dụng tôi, mà còn sử dụng cả người vợ quá cố của tôi. Tôi đã hứa với Tiêu Nhàn cố gắng chăm sóc em vợ của tôi cùng Dĩ Chính Dĩ Phương. Nhưng hôm nay cả nhà em vợ của tôi chịu thiệt thòi như vậy, thử hỏi tôi làm sao ăn nói với người vợ đã quá cố của tôi. Trong thời điểm sóng gió này, đoàn kết chính là sức mạnh. Tôi thật sự không hy vọng họ Chúc chúng ta bị tan rã như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không muốn nghe bất cứ lời đồn bàn tán nào ở trong mãn viên này nữa. Cha yên tâm, chúng con biết rồi. Đỡ quá, cha coi trọng em như vậy, từ nay bọn họ sẽ không dám nói bóng nói gió nữa. Cha làm trịnh trọng như vậy, trái lại em cảm thấy lạ lắm. Có khi nào cha giấu đầu hở đuôi không? Anh thấy em đừng có suy nghĩ nhiều thứ thì đúng hơn. Không phải đâu, ai nấy cũng có cuốn rốn mà, chỉ có em là không có, anh nghĩ nó đâu mất rồi.
Em làm ơn đi, chỉ vì cuốn rốn thôi đến nỗi nghi ngờ lung tung. Nếu em và cha thật sự không có quan hệ gì, cha cần gì coi trọng em chứ? Cần gì lên lớp trước mặt bao nhiêu người, diễn màn kịch lớn như vậy chứ? Vậy cũng phải, anh nói cũng có lý lắm. Tóm lại chỉ có một câu, đừng tự chuốc phiền não, đừng suy nghĩ lệch lạc nữa. Được rồi mà, em biết suy nghĩ rồi. Anh đó mau đi tắm trước đi. Hay, không phải biết nghĩ mà là tốt nhất đừng nghĩ nữa. Nếu không nếp nhăn nổi lên hết, phấn màu son môi của kính qua đường cũng không giúp được em đâu. Anh nói vợ anh như vậy sao? Thiệt tình. Nhớ nghe, đừng nghĩ lung tung ha. Hả? Sao hả? Có lòng thành hẹn chị ra đây, đám bạn xấu không rảnh đi với em sao? Đừng nghĩ em tệ như vậy mà. Chị cũng thấy dạo này má buồn như thế nào rồi, cho nên em mới hẹn chị ra ngoài chọn giùm em mua chút đồ cho má vui thôi. Hiếm thấy nha, 10 năm mới gặp một lần. Lúc trước tại em không có bản lĩnh thôi mà. Bây giờ em có bản lĩnh lắm à? Không có, là tấm lòng. Chắc chiêu dành dụm mua dây chuyền vàng hay là vòng ngọc có lẽ cũng đủ mà. Sao sao vậy sao? Trước giờ em là đứa hiếu thảo nhất nhà, có gì hơn hẳn vàng chứ, làm cho má của chúng ta vừa nhìn thấy lập tức hết bệnh ngay. Hai vị tự nhiên chọn đi. Lúc nào má cũng nói là muốn có kim gài áo để gài. Cái này được không? Cái này hả? Bình thường thôi mà. Ê, làm ơn lấy cái này giùm tôi. Dạ được. Nè, có phải cái này đẹp hơn nhiều không? Dĩ nhiên là đẹp hơn rồi, nhưng giá cả mắc gấp đôi mà. Ê, tiền dùng để tiêu thôi, quan trọng nhất là chi tiêu có giá trị. Hay là vậy đi, 6-4, em trả 6 phần, chị trả 4 phần. Ê, thôi em 7 chị 3 đi ha, em 7 phần chị 3 phần, chúng tôi mua cái này, làm ơn. Cảm ơn hai chị. Dạ, đúng là giàu rồi nha. Giàu cái gì chứ, em ăn uống tiết kiệm lắm á. Cảm ơn cậu. Dạ, đồng hồ vàng ngoại nhập kiểu mới kìa. À, cậu à, cậu khác trò thiệt đó. Để lấy cho cậu xem nha. Đồng hồ này là loại lên dây thiều, 17 viên đá, bánh răng hình hoa sen, kim gắn dài, gia công tinh tế lắm. Chị coi đẹp không? Đẹp thì đẹp đó, nhưng giá cả còn đẹp hơn. À, giá cả dễ thương lượng lắm. Hai vị đang ủng hộ nên tôi chào giá thương lượng cho hai vị. Em muốn mua luôn thật sao? Ờ, thôi để lần sau đi ha. Chúng tôi chỉ lấy kim cài áo thôi, cảm ơn. Không có vấn đề, để tôi gói lại cho. Chà, đúng là đẹp thiệt nha. Bản thân má đã là cao quý sang trọng rồi, cài thêm kim cài áo này vô hả, đúng là đẹp hết chỗ chê luôn á. Phải nói là sang trọng dễ nhìn, ai gặp cũng mến. Ý, ai gặp cũng mến thì không cần, quan trọng là các con thương má thôi. Dĩ nhiên là chúng con thương má rồi. Má biết hai đứa con ngoan lắm nè, không chỉ là thương trong lòng, thương ra mặt mà còn thương hành động nữa đó. Thấy chưa, em đã nói là má vừa nhìn thấy kim cài áo đó liền cười híp mắt ngay mà. Nghe thấy giá cả còn cười lớn hơn nữa hả? Mắc lắm sao, bao nhiêu vậy con? Ê, mua cho má có gì quan trọng đâu, huống hồ có thể giành được nụ cười của má mà, mắc cách mấy cũng xứng đáng thôi. Được, để má cài đi đánh mặt trượt lấy cái hên đã ha. phải đó nè, nhất định giết hết ba nhà, thắng đến nổi tiếng luôn. Bây giờ má đi mở sòng nha. Con tiện má đi nha, đi cẩn thận ha. Được rồi. Nhớ nghe, nhất định phải thắng thật là nhiều tiền, phải là mỗi tay luôn đó. Ngoan lắm. Cuối cùng má cũng cười lại rồi. Phải nói là cười tươi hơn người ta, thắng mấy chục gián nữa. Em chợt nhớ em cũng phải đón tàu qua Macau rồi. Em lại qua Macau? Chị muốn kêu em mua cho chị một hộp bánh mỡ heo chứ gì, tiện tay mua thêm một hộp bánh hạnh nhân cũng không sao. Khoan đi đã. Gì nữa đây? Cầm lấy đi. Gì vậy? Trời ơi, là đồng hồ vàng ở tiệm lúc nãy hả? Lúc nãy ở tiệm vàng thấy nét mặt đeo lên tay nhưng lại không muốn cởi ra, thèm đến chảy nước miếng rồi, nên chị quay lại mua cho em đó. Hèn chi lúc nãy khi đi uống trà với chị, tự nhiên chị lại đòi đi vệ sinh. Đi lâu lắm mới chị quay trở lại. Thì ra chị quay lại tìm vàng mua đồng hồ cho em. Để coi coi nha, đẹp quá trời luôn à. Em đã lớn rồi, cũng như câu trước, nhìn quần áo sau nhìn người, không thể không chuyên diện một chút. Nhưng mà chị hai à, đồng hồ này có thể mua rất nhiều quần áo đó. Em thật không nghĩ chị xài sang như vậy. Nếu như em không mua kim cài áo cho má thì em cũng đủ tiền mua mà.
Chị thấy em có hiếu lắm. À, chị nói như vậy tức là hiếu thảo sẽ gặp lành sao? Cảm ơn chị hai. Nè, nhưng mà đúng là đồng hồ này mắc quá, cho nên chị coi như là quà Tết, sinh nhật với lại tiết lễ gì đó trong vòng 5 năm tặng cho em đó. Ờ, cũng được. Vậy thì nhất định coi như là 5 năm từ 1 tuổi đến 5 tuổi đi ha. Dù sao mấy năm đó em cũng không có nhận quà của chị. Nè khoan đi đã, đã thỏa thuận xong mới được đi. Ủa, tiền đã vào tài khoản rồi, không có trả lại được đâu. Vậy nè, đi ha, tạm biệt. À, không ngờ trò câu cá buồn như vậy tôi cũng chịu làm. Cũng không hẳn. Lần trước anh cũng đã từng bỏ ăn bỏ ngủ đóng con nhà cho lũ mèo đó. Những chuyện lòng tốt anh làm được mà. Câu cá đó cũng gọi là lòng tốt sao? Anh chịu phí thời gian quý báu để làm nhiều chuyện có ý nghĩa, vậy mà không gọi là lòng tốt sao? Nè, hay là chúng ta qua bên kia coi có sữa bò mua chủ lũ mèo đi. Còn mua sữa bò nữa, chúng ta đã câu được nhiều cá cho chúng ăn rồi. Anh cũng biết nói chỉ có 2 con cá con thôi, huống hồ mèo con không biết ăn cá. Là gì mà có mèo không ăn cá? Lũ mèo mới chào đời làm sao biết ăn cá chứ. Cũng phải ha. Đi. Ê, ngày mai có tuần Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Tôi thích đề tài này lắm đó. Ý, lúc trước cô ở gánh hát chắc chắn là đóng vai Chúc Anh Đài rồi. Tôi cũng muốn lắm. Cùng lắm tôi cũng chỉ được làm người hầu nhân tâm. Mẫu đơn cũng phải có lá xanh phụ theo. Vậy thử hỏi nếu không có vai của nhân tâm thì làm sao làm nổi bật vai của Chúc Anh Đài? Nếu cô thích xem á, ngày mai tôi đi xem với cô. Cũng được. Ý, nhưng mà vậy, hôm nay anh được nghỉ thôi, ngày mai lại nghỉ nữa sao? Anh làm gì có nhiều ngày phép như vậy? Ủa, tôi chưa nói cho biết sao, tôi giỏi nhất là ăn uống vui chơi đó. Anh không giống như người không có lòng cầu tiến. Cô tưởng tôi muốn sao? Tôi cũng không muốn đâu, tôi cũng muốn phấn đấu làm được một việc. Nhưng vô ích, dù tôi phấn đấu thế nào cũng được, cũng không ai biết trọng tôi. Anh không thể bỏ cuộc được, nếu anh bỏ cuộc, tức là công nhận thất bại. Chỉ có kiên trì mới có ngày thành công. Cô yên tâm, tóm lại ngày mai tôi nhất định làm xong công việc mới đi coi hát với cô. Ừ, đi thôi. Cũng được. Ra ngoài hả? Cha, sổ sách đối chiếu xong hết rồi sao? Tính xong hết rồi. Lát nữa theo cha đến xưởng đi. Hả? Lát nữa chú Hào lái xe đến đón cha. Nếu con có hẹn với bạn xấu thì gọi điện từ chối họ đi. Đưa cho cậu Sương. Cha còn chút gì phải lo. Lát nữa gặp ở dưới tiệm. Cảm ơn. Mời bên này. Làm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm khác ghé lại ủng hộ nha. Nếu thấy hợp, chúng tôi còn nhiều màu để chọn lắm. Cô có thể xem thử. Nè Sư. Anh Ba, ra ngoài hả? Nếu ra được thì đỡ quá. Hôm khác ghé lại ủng hộ nha. Tạm biệt. Dĩ Phương. Trời ơi, anh đi không có tiếng hù chết người ta sao? Anh có hẹn đi coi hát rồi. Anh ngờ bất thình lình cha kêu anh đến xưởng. Anh cũng không biết tính sao. Thế đừng đi coi hát. Không được, ghé ở chỗ anh. Thì đừng đến xưởng nữa. Không được, chắc chắn cha sẽ giết anh ngay. Cái này nói không được, cái kia cũng không được. Em cũng không thể giúp anh. Anh không được, nhưng mà em được. Nè, có phải cả đời chỉ có 2 anh em họ như vậy, em cũng không giúp anh không? Đi đi mà giúp anh đi. Em đem vé đưa cho Hiểu Tịnh giùm anh. Nói với cổ là anh không rảnh đang làm việc. Kêu cổ coi một mình đi, nhanh lên. Một bữa trà. Không thành vấn đề. Cộng thêm bữa cơm tối. À, trời, muốn sao cũng được. Mau đem đi giùm anh đi. Nhưng em chưa gặp cô Hiểu Tịnh đó, em làm sao biết tướng mạo như thế nào? Dễ nhận ra lắm. Nè, tướng mạo cổ cao ráo, mặt mày no tròn, dáng người đỡ hơn em một chút, thân hình đỡ hơn em rất nhiều nên cũng cỡ vậy thôi à. Vậy anh tự đem đi đi. Muốn nhờ người ta mà không nói một câu nghe lọt tai, chỉ biết chê người ta. À, nhưng mà có một điều giá nào cũng không bằng em. Đó là không tốt bụng như em đâu. Không có lòng thương người như em. Cái đó mới quan trọng chứ. Nè, đi nhanh lên đi, được không? Nhớ lúc gặp người ta phải cười lên nghe, biết chưa? Làm ơn mà đi nhanh. Anh cũng phải để em lấy túi xách mới đi được chứ. Nhanh lên đi, trễ giờ rồi. Ơ trời ơi.
Ba, để con lượm giùm cô. Cảm ơn cô. Chú Hữu Nghiệp này làm gì có người cao hơn mình chứ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì. Xin lỗi cô, có phải cô là Uông Hiểu Tịnh không? Là tôi. Cô là... Tôi tên là Ngô Dĩ Phương. Chú Hữu Nghiệp là anh bà con của tôi. Thế nên ảnh bận công việc không thể đến được. Ảnh nhờ tôi mang vé đến cho cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ảnh nhờ tôi nói tiếng xin lỗi cô. Không sao đâu, công việc quan trọng hơn. À, đến giờ nổi trống rồi, không phiền cô coi hát. Tạm biệt. Tạm biệt. Hữu Bang đề nghị nước hoa của Kính Hoa Đường chúng ta có thể tăng thêm nhiều sản phẩm khác nhau, thu hút thêm khách hàng. Tôi cảm thấy đề nghị này rất hay, cho nên mới kêu công xưởng pha chế một số mẫu, muốn nghe ý kiến của mọi người. Đây, nè Hữu Nghiệp à, con ngửi coi loại nào tốt hơn. Cha, hôm nay con bị nghẹt mũi không ngửi được gì. Tự nhiên sao lại bị nghẹt mũi vậy? Bác Hai à, nhiều khi con cũng như vậy. Con bị dị ứng mũi thôi, lâu nay Hữu Nghiệp đâu có. Không phải cha, không hiểu sao tại sao khi đến xưởng vừa đối diện với Hoa liền không ngửi được cái gì hết đó. Cha coi mũi của con nè. Ủa sao mọi người ở đây vậy? Dĩ Chính xem ở đây vậy. Tự nhiên sao Dĩ Chính lại đến xưởng vậy? Không, con thấy công việc của con xong hết rồi nên tới đây đảo một vòng, luôn tiện học hỏi thêm thôi. Nè, thái độ làm việc của Dĩ Chính rất đúng đắn. Có câu miệng hèn bị người ghét, sức hèn được người kính. Làm việc quan trọng nhất là chịu học, chịu làm, không ngại thiệt thòi mới thành công. Nếu như con bị nghẹt mũi thì không cần ở đây nữa. Dạ cha, vậy con đi trước nha. Đi cái gì? Mũi còn nghẹt thôi, đầu đâu có nghẹt. Đi học hỏi tham quan chỗ khác đi, tìm hiểu kỹ lưỡng các quá trình sản xuất. Cha, Dĩ Chính à, phiền con dẫn nó đi tham quan các nơi đi, giải thích tường tận rõ ràng mỗi một trình tự sản xuất cho nó biết. Dạ Dương. Chúng ta qua khâu bao bì xem đi. Dạ anh hai, tất cả đi theo đi. Xin lỗi nha anh ba, anh cũng biết là em không có siêng năng như là Dượng đã nói, nhưng mà đúng là em mới gặp khách ở gần đây, quay về tiệm thì đi ra đi vô nên em định đến đây tìm cậu Văn và mọi người tán dóc thôi. Nhưng mà lúc nãy đứng trước mặt Dượng, dĩ nhiên em phải nói càng siêng năng càng tốt rồi, em không nghĩ sẽ liên lụy tới anh. Bỏ đi, không liên quan đến em. Nếu cha không tin anh, dù anh nói gì cha cũng không có tin đâu. Em yên tâm, anh tin tưởng em lắm. Hả? Anh đang bận lắm. Ê, anh ba. Tạm biệt. Hiểu Tịnh, cô chưa đi sao? Cô không vô coi hát sao? Em hỏi của tôi không đưa vé cho cô sao? Trời, nhỏ bê bối này thiệt tình à. Tôi coi xong rồi. Xong rồi? Sao cô còn đứng đây? Tôi nghĩ là anh sẽ đến, cho nên giãn thuần rồi cũng không về. Thật ra tôi cũng nghĩ như cô, cho nên sau khi làm xong việc tôi lập tức đến đây tìm cô. Không biết cái gì có phải gọi là thần giao cách cảm không? Làm gì vậy? Anh có ngửi được không? Mùi hoa bạch lan đó, là loại hoa bạch lan tôi thích nhất. Hình như là vậy đó. Có lẽ ở bên kia. Đi. Ông à, mua hoa giùm tôi đi. Hoa bạch lan này vừa tươi vừa thơm lắm đó. Tránh ra đi, cản đường cản lối không à. Tránh đi. Tiền này coi như mua hoa giùm bà đó. Tôi không cần ông bố thí. Thơm lắm đó, tiểu thư. Ông à, hoa bạch lan này mà, thơm lắm. Hoa thơm thiệt nghe. Dạ phải, vừa tươi lại thơm nữa. Làm ơn bán hết cho con đi. Hả? Mua hết giùm tôi sao? Trời ơi, cảm ơn ông. Cảm ơn. Sao anh mua hết hoa bạch lan giùm bà đó vậy? À, tôi thấy bà lão đã có tuổi, còn tự mình bươn chải. Bà không thích người ta bố thí, chẳng thà đứng bán hoa như vậy, tôi rất mến bà. Tôi mua hết vỏ hoa giùm bà lão để bà có thể mau chóng bán hết, về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh suy nghĩ chu đáo lắm. Với lại cô thích hoa này mà, tôi tặng hết cho cô đó. Thứ nhất có tình ý, thứ hai có ý nghĩa,
Nhưng nhiều hoa như vậy phí lắm. Anh có biết không, nếu hoa bạch lan này để lâu dễ bị vàng lắm. Vậy thì dễ thôi. Nè con ngoan ngoãn mau chóng xài hết đi. Vậy thì tận dụng hết rồi. Mọi người xem đi, hai nhóm này đều là sản phẩm của kính hoa đường chúng ta, có gì khác không? Cảm ơn. Cũng giống y như nhau, đâu có gì khác. Phải đó, chỉ là kem dưỡng da của kính hoa đường chúng ta thôi. Đúng rồi. Hữu Bàng. Dạ. Biết thực là bề ngoài giống y như nhau, nhưng mà nhãn hiệu thì mẫu mã cũng như nhau. Nhìn sơ qua đúng là sản phẩm của kính hoa đường chúng ta. Ừ. Nhưng mà chỉ cần mọi người mở ra sẽ biết có khác biệt ngay. Hả? Ừ. Mùi vị hơi nồng. Ừ. Trong cái nồng còn hơi lạ nữa. Cao hoa tuyết của chúng ta cố tình thêm chút xạ hương vào, át mất mùi chất hóa học. Không lý nào là như vậy. Chất lượng như vậy làm gì có người mua chứ? Chứ giá 1/3 tự động sẽ có người mua. Hả? Chưa hết. Đống hàng trước mặt hoàn toàn là hàng giả. Tất cả những thứ này đều do Hữu Bang đến Thạch Đường chuyển mua với 1/3 giá. Làm như vậy, bản hiệu nổi tiếng của kính hoa đường chúng ta sẽ bị chúng hại chết. Bây giờ rõ ràng chúng ta bị người ta gian thao lẫn lộn rồi. Không được, nhất định phải đăng báo đính chính, thông báo với mọi người. Ừ. Nè không nên. Làm như vậy tức là tự dạch áo của mình. Hơn nữa nếu công khai chuyện xấu này ra, tôi nghĩ những người khách lẽ ra đến ủng hộ sẽ không đến ủng hộ nữa đâu. Hơn nữa tự nhiên tốn thêm một mớ tiền quảng cáo sẽ nặng càng thêm nặng đó. Hay là báo cảnh sát điều tra đi. Vậy tức là chuyện nhỏ xé ra to rồi, không có lợi đâu. Nhưng mà nếu không làm gì hết, nay mai hàng giả càng lúc càng nhiều, tương tự người bị hại cũng càng lúc càng nhiều. Ừ, đúng vậy. Vì danh tiếng của kính hoa đường chúng ta không nên che đậy nữa. Nói đúng lắm. Che đậy chỉ làm danh tiếng kính hoa đường chúng ta càng bị tổn thất. Hữu Bàng à. Dạ. Con thảo một mẫu quảng cáo đính chính, lập tức đem tới tòa soạn đăng đi. Con biết rồi bác hai. Luật sư Nguyên, vì chuyện báo án, phiền cậu liên lạc với bạn bè bên sở cảnh sát của cậu. Được, không thành vấn đề. Chào ông. Ông có hứng thú để em đưa ông đến vịnh để cặn du lịch một ngày không? Có vui không vậy? Bảo đảm sẽ vui. Bảo đảm ông vui quên đường về, vui đến nhớ suốt đời luôn. Nè, cô làm như vậy mất thuần phong mỹ tục lắm đó. Liên quan gì đến cô? Không lẽ cô muốn giành mối sao? Cô à, hay là cô làm hướng dẫn viên giùm tôi đi. Nè, ông nói cái gì vậy? Nè, cô nên làm đúng quy định một chút đi. Ông à, chúng em thỏa thuận rồi để em làm hướng dẫn viên của ông. Bây giờ vẫn chưa xuất phát. Tôi không thích ủng hộ cô nữa. Cô à, cô thường tính bao nhiêu tiền vậy? Nè, ông nghĩ tôi là ai chứ? Có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến ông? Tôi là luật sư. Tôi quen nhiều bạn làm cảnh sát lắm. Có phải có phiền phức gì cần báo cảnh sát không? Thực ra xảy ra chuyện gì? Tức muốn chết à. Họ tưởng đâu em trong nghề. Không ngờ bên này chết bên kia sống. Đằng này chính phủ ra sức nghiêm cấm. Đằng kia các nhà thổ liền treo bản hướng dẫn viên. Đúng là treo đồ dê bán thịt chó à. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Em không cần bực tức quá. Có những chuyện chỉ dựa vào sức lực riêng chưa chắc làm được đâu. Nè, tới giờ chiếu phim rồi. Ý, không biết còn vé không nữa. Anh đã mua vé rồi. Từ nay, nếu muốn ra tay nghỉ hiệp cũng đừng một thân một mình. Gặp kẻ thua lỗ thiệt thòi lắm. Em không sợ đâu. Đừng làm cho ba em lo lắng. Gần đây chuyện hàng giả mạo cũng đủ đau đầu rồi. À phải, bạn cảnh sát của anh điều tra tới đâu rồi? Cái đó là có chút manh mối. Chị hai. Về rồi à? Vụ làm ăn với ông qua bàn tới đâu rồi? À, thành công rồi. Nhưng mà chú ba và mọi người phải làm gấp cho người ta mới được. Bởi vì tuần sau phải giao hàng cho họ.
Ủa, chú ba đâu? Tới xưởng rồi hả? Không phải, sáng nay chú ba qua Macau rồi. Tự nhiên qua Macau để làm gì vậy? Hình như chuyện hàng giả mạo có một chút manh mối, nên Dượng kêu chú ba qua bển. Với lại hình như hàng giả mạo đó được chuyển từ Macau qua, còn bắt được người nữa. Em đi đâu vậy? À không, em mới nhớ lại còn một quá đơn chưa có đưa cho khách. Em đem đưa cho họ nha. Em nói đưa quá đơn cho khách mà. Em đến cục điện báo để làm gì? Có phải em có chuyện quan trọng phải gọi điện qua Macau cho bạn không? Chị phiền quá đi. Có phải chuyện hàng giả mạo có liên quan đến em không? Tại sao em làm như vậy chứ? Em có nghĩ đến hậu quả không? Nếu để Dượng biết được, chẳng những bị mất việc làm mà luôn cả má cũng bị liên lụy. Má làm sao còn mặt mũi ở lại Mãn Viên chứ? Nếu lần này em thành công, gia đình chúng ta sẽ không cần ở lại Mãn Viên nữa, không cần ăn nhờ ở đậu nữa. Em có biết là em đang nói gì không? Em có nghĩ đến tương lai của em hay không? Chính vì em nghĩ đến tương lai của em nên em không muốn làm công suốt đời. Em muốn công thành danh toại. Huống hồ em không muốn Minh Mẫn khinh thường em. Em muốn chứng minh cho cậu thấy em có bản lĩnh hơn tên luật sư khốn đó. Nhưng bây giờ em đang làm chuyện phi pháp, Minh Mẫn làm sao coi trọng em được chứ? Chính chị đã nói với em, chỉ cần em kiếm được tiền sẽ có được người mà em yêu. Nếu như em không làm như vậy, hàng tháng em kiếm được vài bạc lẻ đó thì có ích gì chứ? Minh Mẫn đã tình chàng ý thiếp với tên Nguyên Chỉnh qua đó rồi. Nếu em không kiếm tiền thì làm sao tranh đua với tên họ Nguyên đó được chứ? Nhưng mà em không thể làm chuyện phi pháp, trước sau gì chuyện này cũng bại lộ. Đúng ra bản tính như ý của em gõ kêu lắm. Em định giữ lại hàng bán bên Macau. Thứ nhất có thể mượn danh tiếng của Kính Qua Đường kiếm chút tiền. Thứ hai, danh tiếng của Kính Qua Đường hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng em không ngờ đám mối lái đó lại mang hàng ở Macau qua bán ở bên đó. Bây giờ em định giải quyết như thế nào? Nếu chú ba điều tra được có liên quan đến em thì tính sao? Không có đâu. Toàn bán qua có nghĩa khí lắm. Anh không có khai em ra đâu. Đại nạn ập đến, ai nói nghĩa khí với em chứ? Như lúc nãy em gọi điện qua Macau cũng không tìm được Toàn bán qua. Không chừng chú ba cũng tìm được bằng chứng cụ thể rồi. Hôm nay không tìm được, còn ngày mai, ngày mốt. Nếu như thật sự bị bại lộ thì người nào làm người đó gánh chịu. Em sẽ cao chạy xa bay, không liên lụy má và chị đâu, vậy được chưa? Đi, em đi đâu được chứ? Em định từ nay không gặp chị, không gặp má sao? Đi cũng không được, không đi cũng không được. Chị bắt em phải làm sao đi? Hay là nhân lúc chú ba chưa về, em đi tự thú với Dượng đi. Tự thú hả? Không chừng Dượng sẽ niệm tình chúng ta là bà con với nhau, cho em cơ hội làm lại cuộc đời. Đi đi. Đi đâu gấp vậy? À, chú ba. Chú ba, sao về nhanh vậy? Mới xuống tàu thôi. Chà, vậy chính, con làm gì vậy? Thanh niên trai tráng, sao mặt xanh môi tái vậy? Có muốn đi uống nước với chú không? Cũng được. Nè, cái gì vậy? Có phải chú có chuyện gì muốn nói với chúng con không? Vậy hai con có chuyện gì muốn nói với chú không? Chú nghĩ hai con cũng biết rõ, lần này Dượng của hai con kêu chú qua Macau là vì chuyện gì mà vụ hàng giả mạo này làm cho Kính Qua Đường chúng ta sức bất sang bàn. Cũng may trời cao có mắt,
Cuối cùng chú cũng tìm được ai là chủ mưu giấu mặt. Chú nghĩ mọi người sẽ không bao giờ ngờ được. Thì ra vụ này là do nội bộ gây ra. Có kẻ nuôi ông tài áo, ăn cháo đá bát lấy quán trả ơn. Đủ rồi, chú không cần nói bóng nói gió nữa. Thì cùng lắm, người nào làm người đó chịu thôi. Dĩ Chính à, chú Ba, Dĩ Chính cũng vì một lúc nghĩ sai lệch mới làm như vậy thôi. Con định đưa nó đi gặp Dượng, nói rõ mọi chuyện và nhận lỗi. Trói con lên điện sao? Đó cũng là một cách giải quyết, nhưng không phải là một cách tốt nhất. Thực ra chuyện này có thể công khai, cũng có thể xử riêng. Nếu như công khai, đương nhiên là giao cho cảnh sát xử lý. Chú nghĩ chuyện lớn như vậy, vô nhà đá ở 5-7 năm cũng khó tránh khỏi. Mãn hạn ra ngoài, e rằng cũng khó ngẩng cao đầu làm người. Chị Chính hả? Còn nếu xử riêng á, thì phải nói đầu đuôi chuyện này cho Dượng của hai con biết. Đến lúc đó chẳng những không thể làm bà con, e rằng luôn cả má của hai con cũng không còn mặt mũi nào ở lại Mãn gì. Ý chú muốn sao? Nói thật, con người chú không thích phá hoại tương lai của người khác. Thật ra chú có thể che giấu giùm. Dù sao toàn bán qua cũng kết thúc mọi chuyện rồi phải không? Chỉ cần chú không công khai chuyện xấu này, trên cơ bản sẽ không ai hỏi đến chuyện này nữa. Chú giúp Dĩ Chính thật sao? Giúp hay không còn tùy hai con biết điều. Nếu hai con biết điều thì chú cũng biết điều. Anh buông tha thằng phản bội Dĩ Chính vậy sao? Vậy thì lợi cho nó quá. Chồng của em có chịu thiệt vậy không chưa? Cho dù anh nói cho anh hai biết Dĩ Chính là chủ mưu sau lưng vụ hàng giả mạo này, em nghĩ anh hai có báo cảnh sát bắt nó hay không? Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật chứ. Cho dù ảnh không nể mặt em vợ, ảnh cũng phải niệm tình người vợ quá cố của ảnh chứ. Vậy cũng phải. Anh hai có đuổi ba mẹ con họ đi hay không, anh không biết. Anh chỉ quan tâm anh có lợi gì hay không. Lần này anh không khai chuyện này ra. Từ nay hai chị em nó sẽ có nhược điểm bị anh nắm. Em hiểu rồi. Hai chị em này, một đứa thì biết rõ hoạt động nội bộ của Kính Qua Đường, đứa còn lại có quan hệ tốt đẹp với bên ngoài. Chỉ cần hai đứa nó ngoan ngoãn giúp đỡ hữu bang thôi, cho dù hữu nghiệp có ba đầu sáu tay cũng vô ích. Em nghĩ đúng không? Thì ra là trải đường cho con. Trời cho anh cơ hội tốt như vậy, nếu anh không cố gắng tận dụng thì làm sao ăn nói với con của chúng ta? Tam tiểu thơ mẫu này hợp với cô lắm. Vậy sao? Cũng được, tôi cũng đẹp lắm nè. Màu xanh này cũng tươi lắm đó. Phải đó. Phải đó gì? Màu xanh này hợp với gì đó? Phải, màu xanh lục bích. Chọn giải sao? À, để coi. Chà, mẫu này đẹp thiệt nha. Chị phu nhân, mẫu này mới nhập về. Vậy sao? Chà, thím bà, thím giỏi thiệt đó nha. Mới xuống đây liền chọn được một mẫu mới nhập. Vậy thì tôi chọn mẫu này đi. Dạ, ha. Dạ, dạ. Mẫu đó đã có chủ rồi. Phải đó. Hôm qua tôi và Minh Huệ đi ngang tiệm tơ lụa, đúng lúc có giải mới nhập về, luôn tiện chúng tôi chọn luôn. Đó, mẫu giải này là của Minh Huệ chọn riêng cho dân thường đó. Ờ, mẫu giải này hợp với nó sao? Thật ra cũng phải nhìn lại thân phận quá phụ của mình chứ. Mặt nổi như vậy phải biết tránh một chút. Lỡ để bác hai để ý hả, thì sẽ không yên vui đâu. Vậy con lựa mẫu khác. Con không cảm thấy mẫu này có gì quá đáng. Coi bộ người không vui là thím ba thôi. Cái mình thích bị người ta phỏng tay trên. Người ta còn biết tôn trọng trưởng bối nữa là Minh Huệ, không lý nào con không biết, phải không? À, để tôi nói câu công bằng đi. Thật ra, thím đừng nên trách Minh Huệ. Lúc trước khi thím làm đương gia, cũng do thím chọn mẫu giải trước mà. Bây giờ Minh Huệ chỉ dựa theo quy định của thím thôi. Hơn nữa, tuổi của chúng ta đã lớn rồi, không nên tranh giành tiếng tăm với lớp trẻ nữa. Đó, nè, theo tôi thấy, đó, nè. Mẫu này hợp với em lắm. Nè, đoan trang rộng lượng, đúng không? Má, thím ba, chị hai, chị tư. Về rồi à? Ờ, Dĩ Phương à, con về đúng lúc lắm. Chuyện gì vậy? Đó, mẫu giải này nè, thím nó hợp với thím. Có điều má con nói à, hợp với chị dâu của con. Con nói câu công bằng giùm thím đi, hợp với ai hơn? Phải đó, người ta kêu con xử lý kìa, con cứ nói đi.
Dĩ Phương à, con là đứa thông minh mà. Mẫu giải này không phải là hàng giả mạo đâu. Ai xứng đáng hơn, chắc con phải biết chứ. Phải đó Phương, con nói thật đi. Phải đó, nói thật đi. Nói thật thì mẫu giải này xứng với thứ ba vô cùng. Nghe rõ chưa? Dĩ Phương giúp lý không giúp tình thôi. Đúng là có kiến thức nha. Sư phụ Bùi à, dạ. May bộ sườn xám cho tôi. Dạ được. Má, uống ly trà sâm thấm giọng đi. Con còn coi má là má của con sao? Người ngoài không biết sẽ tưởng đâu thím ba là má của con đó. Binh người ngoài không binh người trong nhà. Con có sao nói vậy thôi. Mẫu giải đó rất đẹp, đích thực là hợp với những người thích nổi tiếng như thím ba. Con là má mất quy đã đành, con còn làm chị tư của con mất mặt nữa. Làm người quan trọng nhất là xuôi theo chiều gió, có thể nói là thà mua cái đang lên. Bây giờ chị tư con đang làm đương gia, con không binh trái lại còn binh thím ba của con nữa. Tức là rõ ràng muốn chống đối lại chị tư của con rồi. Má à, má đừng giận nữa, coi như con sai đi. Lúc trước khi thím ba con làm đương gia, má nhịn nhục chịu đựng như thế nào con có mắt cũng nhìn thấy mà. Bây giờ may mắn để Minh Huệ làm đương gia, má mới có cơ hội hạ bệ bà ta. Con lại quay ngược mũi súng, tức chết vì con đó. Cả gia đình không nên tranh giành qua lại nữa. Con chưa có chồng đã binh vực người ngoài rồi. Cũng may là con trai nó nên thân, không có giống như con chọc tức má hoài à. Ủa Dĩ Phương, hay lắm. Hôm nay anh có hẹn, không về ăn cơm đâu. Em nói giùm anh một tiếng nghe. Em cũng không có về. Sao mặt mày bí xị vậy? Em không muốn về nhà gặp má lại khó chịu. Em cãi nhau với gì vậy? Tóm lại khó nói lắm. Đừng vậy mà, em làm vậy dễ sinh bệnh lắm. Hay là đi ăn cơm chung đi. Thôi đi, chẳng phải anh có hẹn sao? Người anh hẹn đâu phải em chưa gặp đâu. Vậy thì càng không nên làm kỳ đà cản mũi. Dựa vào em. Em đừng nghĩ bản thân quan trọng quá. Đi đi. Nè, nhanh lên. Túi sách kìa. Ê. Nè, thử món bít tết đi. Cảm ơn. Dĩ Phương, cho em nè. Nè. Dĩ Phương à, có thử món gà quay này không? Không cần đâu. Thật ra tôi cũng không muốn ăn. Cãi nhau chuyện nhỏ thôi mà, nhất là hai mẹ con. Thì đó, em làm vậy, ăn vào cũng không mập đâu. À, hay là vậy đi, lát nữa tôi đi dạo với cô, mua chút đồ cho má cô. Không cần đâu, được rồi mà. Thật ra có người thân cãi nhau với cô cũng là một phần phước đó. Tôi chỉ có một mình thôi, muốn cãi nhau cũng không có cơ hội đó. Lúc tôi còn nhỏ, ba và má của tôi đã qua đời rồi. Xin lỗi nha. Hai mẹ con dễ ăn nói lắm, làm gì có thù dai chứ. Phật tình vì thương em lắm. Em biết. Xin lỗi nha, em đi vệ sinh một lát, mạn phép. Hiểu Tình đúng là dịu dàng thùy mị, lại biết khuyên người khác. Người tốt như vậy đừng bỏ lỡ nha. Chứ gì nữa. Cổ làm nghề gì vậy? Lúc trước cổ ở gánh hát, sau khi gánh hát giải tán, cổ ra ngoài bán son phấn nước hoa. Như vậy cũng là tự lực cánh sinh, nghề nghiệp không phân sang hàng. Luôn cả người khó chịu như em cũng chịu khen cổ, vậy thì đúng là cổ rất tốt phải không? Em khen hay không không quan trọng, quan trọng là anh qua được cửa ải của Dượng. Anh biết rồi, cho nên anh tìm cơ hội thuyết phục cha, để cha chấp nhận cổ. Em nhất định ủng hộ anh. Vậy thì được, nè để biểu lộ sự ủng hộ của em, sau khi ăn xong, em biết điều rồi chứ. Em tên không dễ buông thôi, không phải không biết điều, lẽ nào em cản trở hai người thế giới riêng chứ. Vậy thì được. Hiểu Tình à, anh muốn tặng cho em món quà. Anh biết nếu giá trị quá em sẽ không nhận, nhưng nếu tầm thường quá thì bản thân anh lại rất ngại. Anh đã nói ra rồi, tức là anh đã nghĩ ra rồi. Em đoán coi là cái gì? Anh có nhiều quỷ kế quá, em không đoán được. Nè, để anh cho em một chút thông tin nghe. Cái này chỉ có trên trời, dưới đất không có đâu. Không lẽ anh nói mặt trăng trên trời sao? Tặng cho em đó, mở ra coi đi. Là nước hoa. Em ngửi coi là mùi gì trước đi. Là hoa bạch lan. Nước hoa bạch lan này là do anh đích thân làm đó. Bởi vì mùi thơm của hoa bạch lan rất dễ tan, cho nên muốn giữ mùi thơm của nó không phải là chuyện dễ.
Vì vậy loại nước hoa này chỉ có một chai ở Hương Cảng này thôi. Em có thích không? Bởi mới nói, chỉ cần tập trung làm được, không có gì có thể ngăn cản anh. Cả thế giới này hiểu anh nhất chính là em. Là ông sao? Còn ai nữa? Cô tưởng là thằng phá của đó sao? Lúc nãy tôi thấy nó chết mê chết mệt. Nói gì thì nói, canh mê hồn của cô cũng đủ lửa lắm. Đã đến lúc bắt nó rồi. Sao hoàn sinh mô phí.